Sáng ngày 6 tháng 10, có mặt tại thôn Sông Hải, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, ghi nhận hàng tấn cá nuôi lồng bè của 46 hộ dân trên hệ thống trục sông ngàn bị chết hàng loạt. Cá chết nổi trắng trên mặt nước, các hộ dân ngậm đắng vớt cá lên đem bán để thu về ít chi phí. Ông Nguyễn Văn Đức, thôn trưởng thôn Sông Hải cho biết, gia đình thả nuôi 2.000 con cá vượt, dự kiến cá nuôi sẽ xuất bán vào dịp Tết nguyên đáng năm nay. Xong bất ngờ cá bị chết hàng loạt nên gia đình ông Đức có nguy cơ trắng tay. Theo ông Đức, nếu cá còn sống bán trên thị trường có giá khoảng 150.000 đồng 1 kg, nay cá bị chết nên chỉ còn giá dao động từ 50 đến 60.000 một kg. Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Sơn cho biết, có thể do nước từ thượng nguồn về là nước ở các đồng ruộng ngâm ủ từ gốc rạ không đảm bảo môi trường nên đổ về gây ra tình trạng cá chết. Cũng theo ông Nghĩa, đợt này cá chết nên người dân thiệt hại rất lớn. Khi nắm bắt được sự việc, chính quyền đã kêu gọi người dân đến mua ủng hộ để bà con giảm bớt thiệt hại.